tại bờ tôi chuyến nay ngày 27 tháng 12 năm 2020. Bờ về trại gồm có bò bi, pháp kem một cái. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa nó chạy bò xem cùng tham khảo. Dự tính nuôi bò chốt bài gặp bò bò béo mình có xe nhà giao tận nơi á. Tại bò của mình là bò cái tơ, chưa có thay đôi răng nào hết. Có một bò cái với cái bò đực. Bò đực thì tháng tuổi của bò là 7 tháng, 8 tháng. Không lúc nào có xe trong nhà hết. Tại bò lúc nào cũng có xe. Quay tổng thể hết cho em xem từ phần cần, phần đầu, phần ghim vai, phần sân lưng, bản đùi. Mỗi một con có số thứ tự riêng. Để anh em gọi đến chống nào thì em báo giá công khai cho anh em biết luôn ha. Thời gian nó chạy xem, còn nếu không có thời gian điều kiện đi thì chốt giá xong để giao cho. Hoặc là quay Zalo trực tiếp luôn để cho anh em chốt. Con số 11 là một bò pháp, bò lở. Xương rất là to, đòn dài ha, mình đã tuyển chọn rồi những mẹ lớn nền, sau này đôi chất lượng thịt đạt rất là cao. Con số 11 là bò pháp. Con số 10 là bò pháp. Con số 12 là ba bê. Con số 16 là bò pháp. Con số 17 là bò pháp. Ngày nào mình cũng đăng tải lên cho anh em xem ha. Ngày mình quay tới quay lui mình đăng lên cho anh em xem coi xem dễ phân biệt. Rồi anh em đỏ bò bê có kem chuộng thì gọi mà đánh thì mình đã xịt nước sơn trên bản đồ, mỗi một con có số thứ tự riêng, báo giá công khai anh em biết luôn. Con số 17, 16, 12, 10, 11. Số 7. Số 5. Số 5 là con bò pháp kem giấy, hình rất là to. Xương to ha, đòn dài lên ghim đít thẳng băng luôn. Hình thẳng băng. Nhưng vai hở ha, lên đùi. Con số 5 là con bò pháp kem giấy. Hai chân trước hai chân sau nè, mình bắt bò cái đầu nó thắt lại cổ lại là tử hô. Con số 7 là con bò pháp F2. Con số 7 là bò pháp. Con số 5 là bò pháp kem giấy, đòn rất là dài xương to. Con số 7 là bò pháp màu lam lam. Con số 8 đi gom. Con số 13. Con số 9. Bọn cặp bò này anh khách ở Bà Rịa Vũng Tàu nó chuyển khoảng qua 5 triệu rồi xong thứ ba trả giao. Con số 9 là bò bê bê lỡ. Lúc này bò mình là giờ còn là 6 bò lỡ. 3 con bê bê bê, 3 con 4 bò bê, 4 con pháp 2 bò bê là 6 bò lỡ nữa. Là con số 9 nè, bò lỡ nè. Con số 7 nè, con số 10, số 11, số 16 là bò lỡ. Địa chỉ trại là Hương Lộ 19, xã Nhiệm Phú Tân, huyện Mắc Cà Bắc, thành phố Cần Thơ, mình có tỉnh Bến Tre. Mà chú bác anh chị các tỉnh gần xa nó chạy bò xem dự tính bò có còn bò bổ béo thì mình có xe nhà giao tận nơi. Nếu có thời gian điều kiện đến trại xem này, đến cái trại xem này chốt giá xong chở giao, còn nếu mà không có thời gian điều kiện đi thì chốt giá xong chở giao cũng được ha, hoặc còn quay Zalo trực tiếp luôn để anh em chốt nha. Tháng tuổi của bò thì 7 tháng 8 tháng, mấy bò này lỡ lứa hết rồi, lứa bò hết. Hai ngày nữa mình về có hai con cá bóc. Trong tay bò mình có bò cái luôn anh em, có bò cái tơ hình rất là đẹp, bò cái đúng chuẩn luôn, sẽ mặt đúng, sẽ lưng đúng, bò cái rất phanh luôn. Răng thì bò tơ cái tấy tơ 12 tháng chưa thay đôi răng nào hết. Bò pháp hình đòn rất là dài, ghim quay nắp già nè, già nắp thảo.